Em xin chào các anh. Để em tiếp tục là đây, hôm nay vừa về được một bộ dàn cực kỳ mới và siêu VIP và cao nhất của Onkyo đời N các bác nhé. Đời N nó sẽ có là FR N3, N7 và N9. Trong đó thì nó sẽ chia ra là N3, N3X, N7, N7X, N9 và N9X. Đó. Thì dòng N9X này là dòng cao nhất trong cái đời N này luôn. Đấy. Đấy các bác nhé, Onkyo N9X. Đời cực kỳ cao và hàng rất là VIP. Loa của nó các bác có thể thấy là những cái dòng loa nó được sản xuất là những cái dòng đời cao nhất, đấy, VIP nhất. Nên là các bác nhìn này, loa là sản xuất là sử dụng là vỏ loa rất là dày dặn, đấy, được sơn phủ BU. Đấy. Sơn phủ BU nhá, không phải là dán xi đâu các bác nhé. Sơn phủ BU luôn đấy, nhìn rất là đẹp. Các bác thấy không ạ? Đấy. Mặt sau còn theo kiểu là phủ mà dạng kiểu sơn, kiểu như dạng nó có vân ở nó luôn, đấy, nhìn rất là đẹp. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy. Sơn phủ BU giả vân gỗ rất là đẹp luôn nhé. Đấy. Đấy, cái càng loa đây nhá. Cả bộ về hình thức còn cực kỳ đẹp. Đấy, các bác có thể thấy này. Đấy nhá, hình thức rất là đẹp luôn. N9X. Cục máy N9X và loa N9X luôn nhé. Đấy, cùng một bộ com nê của nó luôn. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Rất đẹp luôn. Đấy. Đấy. Bộ dàn này thì mình có thể là kết nối điện thoại máy tính, kết nối cục quang TV nghe nhạc. Đấy. Đấy nhá. Đấy. Mọi người mua bộ dàn thì sẽ được tặng kèm luôn cả cái khiển này nhé. Cái khiển này để chỉnh được, để có thể là chỉnh to nhỏ từ xa này, chỉnh bát tép này. Sẽ không bao giờ anh phụ tình. Chỉnh tăng cường tiếng bass này. Và bộ này thì là một trong những cái bộ dàn mà nó có tiếng bass uy lực nhất của cái dòng Onkyo Side Mini nhá. Onkyo Side Mini. Onkyo N9X. Tiếng cực kỳ phê luôn. Bộ này thì mình thích nghe nhạc vàng cũng được, có thích thi thoảng đá remix cũng được. Lòng nào em tin người ta hơi tránh hơn anh chỉ bao lời. Tội nghiệp anh oan lắm người. Bên nhau đôi ta như cây liền cành, dịu dàng như chim tung cánh, chăn hoa như bướm vườn quanh. Mỗi hơi thở này. Này, dàn có thể kết nối cả cổng quang TV để nghe nhạc nhé. Đây các anh này. Đây các anh sẽ cắm cổng quang, là cổng quang in, là cổng màu đen nhá, cổng optical in này. Chính xác là digital in. Đấy. Cắm dây quang vào đây. Đấy. Sau đó mình phát nhạc từ cuốn quang ra là mình sẽ có thể nghe nhạc từ quang TV ra. Đấy. Trên con khiển này thì mình sẽ ấn nút này nhá. Nút này và nút này để chuyển sang cổng quang. Còn nếu như ở trên điện trên máy thì là mình sẽ ấn nút này. Đấy, trên mặt máy có thể nút này nhé. Đấy. Đó. Buông khói ngây thơ, tôi kể người nghe. Đêm giá lạnh bỗng nghe âm một tình thương trong tim. Sương rớt trên vai qua ngõ hôn trái vào lòng đêm dài. Gác xuống biên thủy một cơn gió. Ok chưa?
Như vậy là bộ này là mình có thể thấy là nó có thể kết nối được cả cổng quang tivi cũng như là có thể là kết nối cổng dây AV để nghe điện thoại đều rất là hay. Những cái bộ này thì tuyệt vời luôn. Còn tất nhiên là nó đi kèm với hay thì giá của nó cũng sẽ cao nhé. Tuy nhiên thì bây giờ thì giá của nó không cao như cái thời điểm mà trước đây các bác mua. Cái bộ này người trước là nó là 4.8 triệu một bộ đây, 4.8 triệu, 4.5 triệu một bộ này. Đấy. Cái đợt này thì là bên em lại lấy được cái giá nó rẻ hơn, thì là các bác nào mà đang cần những cái bộ này đời cao nhá thì là sẽ có được cái giá tốt hơn ở cái thời điểm này. Còn tất nhiên là trong thời điểm tiếp theo, ví dụ như là lô sau về nó giá nó cao hơn thì nó sẽ phải ấy, vì cái nó sẽ phải cao hơn, vì cái này giá của cái hàng bãi này thì em nói thật với các bác đôi khi nó sẽ có sự biến động đối với kiểu giá vàng ấy. Nhiều khi nó sẽ có những cái nước mà nó cao, có nước nó thấp. Đấy thì tùy từng thời điểm nó thấp thì các bác sẽ mua được giá thấp, còn thời điểm nó cao thì thôi các bác chịu khó mua giá cao thôi. Chứ em thì bên em là người bên em bán hàng, bên em lấy hàng về để bán cho các bác thì đôi khi là lúc nào lấy được giá rẻ đem bán giá rẻ, còn lúc nào lấy được giá cao quá mà nó không chịu được thì bố cũng phải tăng giá theo luôn. Đấy nhé, thì với bộ này bây giờ hiện tại giá của nó là đi 3.950.000. Để bác nào đang có nhu cầu mua cái bộ dàn này thì alo cho em nhé. Giá cái này, giá như này là các bác đã bao gồm là có một cái khiển này và dây loa đi kèm, là các bác có thể là cắm để mình về mình sử dụng nhé. Đấy. Thì các bác lưu ý cho em là hàng này là hàng điện 100V nên đừng ai cắm nhầm điện các bác nhá. Đấy. Và con này thì nó có ngoài ra còn có CD và MD nữa. Tuy nhiên thì các cái chức năng này thì nói thật với các bác là cái mắt miếc của bọn này là nó cũng lâu ngày rồi. Đấy. Thì em cũng không biết là nó chạy được hay không đâu. Nên bây giờ em sẽ thử thêm cho các anh nhá. Nếu nó chạy được thì là cái tốt, không thì thôi nhá. Và nếu chạy được thì là về dùng khi nào hỏng bỏ nhá. Em bên em là không bao chạy đĩa nhá. Đấy. Vì các cái mắt này thì nói thẳng ra thì nó đã có sự khấu hao rồi. Và đây là những cái linh kiện nó là khấu hao, thì cái việc mà nó về nó sẽ có một ngày nó sẽ không đọc được chuyện bình thường nhé. Cái mắt này này nó sẽ có một ngày nào đấy nó không đọc đĩa nữa, nếu như bây giờ còn đọc đĩa thì đến một ngày nào đó nó cũng sẽ không đọc thôi. Còn bây giờ nó không đọc nữa thì thôi này. Đấy. Cũng hy vọng nó đọc được. Đấy, cái đĩa tự ghi này nó vẫn đọc rồi này. Đấy, các bác thấy nhá. Có những con này mà nghe. À, đây là một đĩa phương thảo ạ. Các bạn nghe tiếng trung âm nó phê không? Riêng nói về trung âm thì các cái bộ dàn ở đây thì gần như em thấy rằng là Onkyo đúng là cũng là ông gọi là vua của cái dòng trung âm trong dàn mini luôn. Ngoài vì nó cho thuốc để chúng nó tốt. Đàn chim giật mình biết lời tỏ tình. Đến cái đời này thậm chí là cả cái tiếng bát luôn. Nó sử dụng cái màng cắt sàng màng sợi carbon bát nõm này, tiếng bát nó nghe cũng phê. Nó gần như nó hoàn hảo luôn rồi đấy. Xuyên qua lá hạt sương lìa cánh, đời mong manh quá. Kể chi chuyện mình nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Đường xưa quen lối, tình dối người mang, tình duyên trong môi một kiếp đã. Tình trong chất ngôn ngang, còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa. Mình đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình minh.
Thì bộ N9X này giá thì em đã đọc rồi. Và địa chỉ cửa hàng ở tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Các anh có thể đến trực tiếp cửa hàng nhà em để mua hàng, hoặc có thể mua hàng đặt hàng online qua số điện thoại là 0979 891 682 hoặc là 0966 594 581. Và bên em ship code có cọc toàn quốc. Với những bộ dàn tầm giá khoảng 4 triệu như thế này thì các bạn đặt cọc cho em khoảng tầm 500. Số còn lại khi nào nhận hàng mình sẽ thanh toán đốt. Vâng, em xin chào các anh và xin hẹn gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo của bên em nhé.